Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Đại xử lý Đặng Trung Hoành trong vụ nhận 64 tỷ đồng với ý đồ gì? Vấn đề chuyển giao quyền lực cho Chủ tịch Tô Lâm trong nội bộ Đảng Cộng sản được đánh giá là chưa suôn sẻ. Xu thế chung của phần còn lại trong đảng trừ phe Hưng Yên là không ủng hộ phương án để Chủ tịch Tô Lâm kiêm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư. Theo giới quan sát, ông Tô Lâm đã không nhận được sự ủng hộ của đa số lãnh đạo cấp cao của đảng, nhất là giới tướng lĩnh quân đội và phe Nghệ tỉnh. Do vậy, để kết quả không bị đảo ngược, Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an phải sử dụng các hành động răn đe để ngăn chặn. Hình ảnh báo Dân Trí đưa tin về vụ ông Đặng Trung Hoành nhận 64 tỷ. Ngày 22 tháng 7, báo Dân Trí loan tin, người nhận 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn đã bị xử lý ra sao? Theo đó, chiều ngày 22 tháng 7, tại buổi họp báo quý 2 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ông Lê Thành Phương, Phó Chủ tịch huyện Mang Thít, đã thông tin về vụ việc liên quan đến ông Đặng Trung Hoành, cựu chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, bị khởi tố về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Theo cơ quan chức năng, ông Đặng Trung Hoành là người nhận 64 tỷ đồng trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Theo đó, trong giai đoạn ông Võ Văn Thưởng làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014, thông qua chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, tập đoàn Phúc Sơn đã biếu ông Võ Văn Thưởng số tiền tổng cộng là 64 tỷ đồng. Đáng chú ý, tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo không có bất kỳ dự án đầu tư nào tại Vĩnh Long. Khoản hối lộ 64 tỷ vừa kể được cho là khoản lại quả khi tập đoàn Phúc Sơn đầu tư tại Quảng Ngãi trong thời gian ông Thưởng làm bí thư tỉnh ủy. Hình ảnh cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Với những bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi của cơ quan điều tra Bộ Công an, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phải tâm phục khẩu phục để xin thôi chức. Và kể từ đó, một chính khách cấp cao trẻ nhất trong ban lãnh đạo Việt Nam đã biến mất khỏi chính trường. Theo giới phân tích, việc Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước là điều bắt buộc nếu ông muốn có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt cho Đại hội 14. Tuy nhiên, trước tháng 5 năm 2024, ông Tô Lâm dường như không muốn trở thành Chủ tịch nước mà ông nhắm tới là ghế Tổng Bí thư. Đó là lý do khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc phải ra đi đầu năm 2023, Tô Lâm dứt khoát từ chối nhận chức vụ này và ông Võ Văn Thưởng đã giành được cơ hội. Tuy nhiên, ông Thưởng cũng chỉ tại vị hơn một năm. Ông Thưởng đã trở thành Chủ tịch nước có thời gian tại vị ngắn nhất. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ nhu cầu trở thành tứ trụ của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Vào trung tuần tháng 3 năm 2024, trên mạng xã hội rộ tin đồn, ông Thưởng sẽ phải làm đơn xin thôi chức vì dính líu đến vụ án tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo. Chỉ sau đó ít lâu, truyền thông nhà nước đưa tin ông Thưởng đã làm đơn bày tỏ nguyện vọng xin thôi giữ các chức vụ trong bộ máy đảng và nhà nước, nhưng không rõ ông Thưởng đã có những vi phạm gì, khuyết điểm gì trong vụ án nào. Hình ảnh Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm. Việc lâu nay Bộ Công an vẫn áp dụng một phương pháp giống nhau, đó là xử lý sai phạm của cấp dưới để từ đó truy tiếp lãnh đạo cấp trên, trực tiếp liên quan đến trách nhiệm chính trị của người đứng đầu. Trường hợp của ông Võ Văn Thưởng và sau đó là của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hay Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đều tuân thủ một quy trình như vậy. Do đó, thông tin về chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít Đặng Trung Hoành, người có liên quan đến việc cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận hối lộ được xem là cảnh báo cũng như là sự răn đe đối với lãnh đạo cấp cao của đảng chưa bị lộ. Theo giới phân tích quốc tế, ông Tô Lâm là người trực tiếp chống tham nhũng, cũng là người sẽ tiếp tục sự nghiệp của Tổng Trọng. Nhưng ông Tô Lâm luôn bộc lộ bản chất là một lãnh đạo chỉ phục vụ cho lợi ích riêng của mình và phe cánh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô Đại xử lý Đặng Trung Hoành trong vụ nhận 64 tỷ đồng với ý đồ gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Trị dân tội khi quân phạm thượng, dân khinh vua tổng hay hôn quân họ Tô khinh dân. Ngày 22 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an Thủ Đức, Công an quận 10, quận 12
đã triệu tập mời làm việc 3 người bị cho là có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu đóng góp to lớn của Tổng Trọng. Chính quyền thông báo rằng cả 3 người này đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên báo chí không cho biết 3 người này vi phạm điều luật nào. Có người nhận xét đây là một dạng biến thể của tội khi quân phạm thượng, được các triều đại phong kiến khắp nơi trên thế giới áp dụng suốt hàng ngàn năm. Trên thế giới ngày nay, chỉ còn Thái Lan là vẫn còn áp tội khi quân phạm thượng đối với công dân dám cả gan nói xấu nhà vua. Tuy nhiên, Thái Lan đã luật hóa tội khi quân phạm thượng, nên cơ quan tố tụng được quyền truy tố công dân phạm tội này. Còn ở Việt Nam, không hề có quy định nào về tội này, nhưng Bộ Công an vẫn tùy tiện áp dụng. Bản chất vô pháp của chính quyền Cộng sản thể hiện rất rõ trong trường hợp này. Hình ảnh Tô Lâm cho trị dân tội khi quân phạm thượng. Đảng Cộng sản hô hào đánh đổ phong kiến, nhưng họ lại xem những lãnh tụ của họ không khác gì những ông vua phong kiến. Cũng chỉ có chế độ phong kiến mới quy kết công dân tội nói xấu nhà vua, chứ một nước văn minh không bao giờ kết tội như vậy. Nếu lời phát biểu của một ai đó sai sự thật, thì người bị thiệt hại có thể kiện ra tòa án dân sự, còn nhà nước thì không can thiệp vào. Trong trường hợp ông Trọng bị bêu xấu, sai sự thật, thì gia đình vợ con ông ấy có thể kiện đối phương ra tòa dân sự vì tội vu khống, có thể đòi bồi thường thiệt hại nếu họ chứng minh được khoản thiệt hại đó. Hiện nay ở phương Tây, không thiếu những nhà nước quân chủ, nghĩa là vẫn có vua và hoàng gia, nhưng xã hội của họ rất dân chủ, đó là các quốc gia quân chủ lập hiến, nghĩa là các quốc gia vận hành theo hiến pháp và pháp luật. Tất nhiên, trong đó không có tội danh khi quân phạm thượng. Ngược lại, Việt Nam mang tiếng là một nhà nước Cộng hòa, nhưng giữ lại thứ văn hóa lạc hậu của nhà nước phong kiến. Việc tùy tiện áp tội khi quân phạm thượng đối với người dân một lần nữa chứng minh rằng nhà nước này là một nhà nước phong kiến trá hình. Nhà nước văn minh là nhà nước phải biết tôn trọng sự thật. Dù cho có là người ở ngôi cao, nhưng làm điều sai trái thì dân có quyền phê phán mà chẳng sợ bị kết tội nói xấu lãnh đạo. Dân gian có câu hữu xạ tự nhiên hương. Nếu ông Tổng Bí Thư hữu xạ, thì tiếng thơm của ông tự lan tỏa mà không cần phải dùng bộ máy công an cưỡng bức dân để bốc thơm cho ông Tổng. Tổng Trọng từng nói mình có như thế nào thì người ta mới như thế. Quả thật, bản thân ông Trọng khi còn sống cũng bốc mùi khăm khẩm thì đảng mới phải cố che đậy mùi cho ông và bốc thơm cho ông. Chứ nếu ông hữu xạ thì cần gì đến công an phải ép dân rằng chúng mày không được nói xấu lãnh đạo. Hình ảnh chưa ngồi ghế cao nhất, Tô Lâm đã tỏ ra là một hôn quân. Việc tùy tiện áp dụng luật khi quân phạm thượng không những thể hiện tính lương lẹo của chính quyền mà còn thể hiện bản chất khinh dân của chế độ này. Họ thể hiện sự lương lẹo bằng cách diễn dịch tội khi quân phạm thượng bằng một tội khác vì tội khi quân phạm thượng không có trong luật. Và họ khinh dân vì cho rằng dân không biết gì nên mới áp tội lên đầu dân một cách tùy tiện như thế. Chưa chính thức làm Tổng Bí Thư mà Tô Lâm đã áp tội bừa bãi với dân. Tô Lâm sẽ là một hôn quân trong các triều đình phong kiến trá hình này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin Trị dân tội khi quân phạm thượng, dân khinh vua tổng hay hôn quân họ Tô khinh dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.